Hello, xin chào anh em đã đến với kênh Công Nông RC nha anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái bộ phận máy nổ tạo khoái của xe Công Nông RC đây nha anh em. Cũng nhiều anh em cho mình làm hướng dẫn, tại vì mình bây giờ không có phụ kiện để mà làm nên là mình sẽ lấy cái này luôn và mình sẽ giới thiệu cho anh em cách làm. Đây, đầu tiên anh em kiếm cái bộ đây này, trong đây khoan hai cái lỗ nha anh em, một lỗ khoan ở trên này này, khoan tròn cũng được, chặt xong khoan tròn sau đấy chế cái đồ đây nha. Đây là bộ để mà nó hút, nó đẩy ra nhưng mà nó không hút lại được vào các bạn. Đây, xe thôi đơn giản rồi đâu, nhọn cái này lấy từ cái đầu của cồn 90 độ các bạn. Đây cái là đầu cồn 90 độ, rồi khoan cái lô chọc khô, sau đấy dán lại. Đó, đây là máy áp suất, máy đẩy cái hơi á. Đây, bộ phận đây nha anh em. Đó, làm dễ này, cực kỳ dễ luôn. Nên nó quay cực kỳ nhẹ này. Đây, đây là bộ phận giảm tốc nha, để cái motor này nó kéo được nha các bạn. Đây là bộ phận giảm tốc, bạn đi kiếm cái bộ phận giảm tốc. Đây là mình lấy trong cái quạt ấy các bạn, quạt gió, quạt làm mát đấy, quạt thổi. Đây mua lấy cái này này, cắt lại khúc là được, là ok. Đây nó thổi là cái này nhấc lên là nó sẽ có đường đi ra vào cái đường đây, đường thổi. Còn cái bộ hút là chỗ này là mình làm nhiều lần quá nên là đấy. Đây cắt, bạn đo bạn cắt là thế nào mà rút ra hết này, nó rút ra hết đó, nó có cái lỗ nhỏ mình cắt giống như kiểu xe hai thì nha các bạn. Đây cắt cái lỗ này này đó, cắt ngay khoan ngay cái lỗ đây, để khi nào mà nó hút là nó có hơi trong đây này, là khi nào quay là nó đẩy hơi đi, nó lên được đây luôn nha. Đây là cái máy hơi trước, đây mình làm cái máy hơi trước nha các bạn. Đây bộ phận đấy đơn giản thôi, kiếm cái mình cái giảm tốc là được, là nó quay chậm lại. Mình sẽ thử pin, để xài pin này nha các bạn, tách pin lắp tóc. Đây, đây các bạn. Đó, cái này nó lên xuống này. Đó là nó sẽ đẩy hơi. Còn cái bộ phận mà tạo khói là đây nha các bạn. Phần đây, đây là bộ phận tạo khói này, làm cực kỳ đơn giản thôi anh em. Anh em xem đầy đủ chi tiết. Đây mình sẽ tháo ra, vặn ra nha. Chả có gì khó cả. Đây bạn, thế thôi. Bộ phận tạo khói là bạn lấy hai cái ốc vít dài á, vặn vào cái đầu ra đây này, hai cái đầu ra. Sau đây là lấy cái mua, hoặc nếu mà bạn có điều kiện thì mua cái trên mạng này, và nó bán 10.000 là nhiều. Đây cái bộ này này. Còn mình lấy của lò xo bút nha các bạn. Đây là lò xo bút ạ, cuốn hai bên này này. Đó, sau đây nhét cái nhét cái bông vô. Sau đây là đổ dầu vô nha các bạn, đổ dầu vô. Đây mình sẽ test thử cho anh em xem luôn.
pin yếu. Chút ra khói này. Chưa gì ra khói tùm lum này, thấy không? Cái này cực kỳ nóng nha các bạn, nên là làm cẩn thận đấy, không bị bỏng tay ạ. Đây nha, xem nha, cho các bạn xem này. Đây, nó ra khói này không? Con em. Bây giờ. Đó, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem nha. Đây nha, xem cái đầu đây mặc dù nó không nổ nhưng mà nó vẫn ra khói bình thường. Đây cái máy nó bơm hơi vô. Bơm hơi nè. Đây anh em. Coi cho này nè. Đó. Khói nó hơi bị yếu rồi. Bây giờ mình sẽ tạo lại cho anh em. Tại vì nãy mình rút ra cái đấy rồi nên khói nó ít nha. Đó anh em ơi, xem này. Pin hơi yếu. Đó, khói ít quá, pin yếu nha anh em. Đây. Pin yếu, pin hơi yếu nha mọi người. Đó, vẫn tạo khóa như vậy ạ. Đây, nó như vậy thôi. Đây là nó bầu chứa cái khói nha mọi người. Đây, lâu quá mình test thử nó bị ấy cái này luôn này. Đây. Nóng quá. Phải dùng cái pin này nó mới đốt được khói nha các bạn. Đây. Đốt này mới đốt được khói. Anh em có gì thắc mắc không hiểu thì cứ hỏi mình nha, để mình sẽ trả lời. Đây đây là bộ phận xe của mình. Pin thì đã hết rồi. Tại vì mình mua cái đây hư bộ sạc nên mà chưa sạc được nha. Để mình sẽ test thử nha. Đó, đây là toàn bộ cái xe nha. Anh em có gì không hiểu thắc mắc thì cứ hỏi mình nha, mình sẽ giải đáp tính chi tiết cho anh em. Đây. Đây là không cạnh bộ xe của mình. Độ không được thẩm mỹ cho lắm.
nặng nha mọi người. Đó, ok. Mọi người nếu thấy hay nhớ like và subscribe ủng hộ mình để mình có thêm nhiều động lực làm nhiều video cho mọi người xem nha.